Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Kinh tế Tài chính Bất động sản của chúng tôi. Trong bản tin hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Công an Hà Nội yêu cầu 22 chung cư mini, 16.479 nhà trọ dừng hoạt động. Đề nghị xác định lại tiền thuê đất siêu dự án Sài Gòn, Đại Ninh. Thu 2 triệu đô la Mỹ, 1.000 sổ đỏ, 500 lượng vàng trong vụ án Phúc Sơn. An Giang sẽ sáp nhập hai phường Đông Xuyên và Mỹ Xuyên của thành phố Long Xuyên. Và nghe sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tại buổi họp báo Bộ Công an chiều 8 tháng 7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy chữa cháy đối với nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, trường mầm non, nhóm trẻ, cơ sở phòng khám tư nhân trên địa bàn. Đối với nhà trọ, Công an thành phố đã kiểm tra 36.972 trên 36.972 nhà trọ trên địa bàn, xử phạt 3.134 trường hợp trên 4.310 hành vi, phạt tiền gần 13 tỷ đồng, tạm đình chỉ 672 trường hợp, 75 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với chung cư mini, Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini trên địa bàn, tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động. Lực lượng chức năng yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Trong khi đó, đối với nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ quan công an kiểm tra 5.808 cơ sở, xử phạt 435 trường hợp trên 636 hành vi, phạt tiền 487 triệu đồng, tạm đình chỉ 9 trường hợp, 1 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 129 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Trung tướng Nguyễn Hải Trung thông tin thêm, với loại hình trường mầm non, nhóm trẻ, cơ quan công an đã tổ chức kiểm tra đối với 935 cơ sở trên địa bàn, xử phạt 59 trường hợp trên 70 hành vi, phạt tiền 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Đối với chung cư, Công an Hà Nội kiểm tra 317 cơ sở, xử phạt 4 trường hợp trên 6 hành vi, phạt tiền hơn 93 triệu đồng, tạm đình chỉ 2 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, 100% chủ đầu tư ký cam kết thực hiện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở liên quan và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng xem xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh liên quan đến tiền sử dụng đất tại dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, khu đô thị Đại Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh, Công ty Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Cao Trí là người đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ năm 2021. Trước đó, Cục Thuế Lâm Đồng có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiền sử dụng đất của dự án khu đô thị Đại Ninh. Đơn vị này đánh giá việc chỉ đạo xử lý giảm tiền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính về nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục nhận thấy việc xử lý điều chỉnh giảm tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh chưa phù hợp với quy định của Luật Đất đai, Luật Quản lý thuế, văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát lại các quyết định liên quan và chỉ đạo hội đồng thẩm định giá đất xác định nghĩa vụ tài chính về đất của dự án từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2018. Chiều 8 tháng 7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình kết quả công tác 6 tháng năm 2024 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tại đây, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 cho biết, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã khởi tố 23 bị can với 5 tội danh khác nhau. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi trên 300 tỷ đồng, 2 triệu đô la Mỹ, hơn 500 lượng vàng và trên 1.000 sổ đỏ và vẫn tiếp tục thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước. Ngày 8 tháng 7, tỉnh An Giang có buổi làm việc với đoàn công tác liên ngành Trung ương khảo sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 đến 2025 do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm dẫn đầu. Báo cáo với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khái quát quá trình rà soát công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian qua theo tinh thần nghị quyết 117 ngày 30 tháng 7 2023 của Chính phủ về kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 đến 2025. Theo đó, An Giang hiện có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, 156 đơn vị hành chính cấp xã. Qua rà soát, đối chiếu với quy định, An Giang sẽ thấy không tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện. Lý do chủ yếu là không có đơn vị nào có diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% tiêu chuẩn quy định, cũng như không có đơn vị nào
có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% tiêu chuẩn quy định. Chuyên với đơn vị hành chính cấp xã, An Giang dự kiến sáp nhập phường Mỹ Xuyên và phường Đông Xuyên thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên, bà Thúy cho biết. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, FONMI cho biết, 4 tháng cuối năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh cần từ 153.500 đến 161.500 chỗ làm việc. Các vị trí tuyển dụng nhiều ở 4 ngành công nghiệp trọng điểm và 9 ngành dịch vụ chủ yếu. Khảo sát của đơn vị thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, những tháng cuối năm 2024, các doanh nghiệp nhóm ngành thương mại, dịch vụ cần tuyển nhiều lao động nhất, từ hơn 102.000 đến 108.000 người, chiếm gần 67% tổng nhu cầu nhân lực toàn thành phố. Khu vực công nghiệp, xây dựng cần từ 50.700 đến 53.300 chỗ làm việc, chiếm hơn 33%. Tỷ lệ này ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 0,08%, tương đương 123 đến 129 vị trí. Hầu hết vị trí đều cần lao động đã qua đào tạo với tỷ lệ gần 88%, trong đó trình độ đại học trở lên chiếm 19,54%, cao đẳng 23,16%, trung cấp 21,72%, sơ cấp 23,28%. Nhu cầu tuyển dụng ở lao động phổ thông chiếm tỷ lệ hơn 12%, tương đương khoảng 19.800 vị trí. Đánh giá của FAMI, tình hình kinh tế nửa đầu năm ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điểm sáng, đặc biệt các ngành công nghiệp, công nghệ, dịch vụ, du lịch và bất động sản. Điều này khiến nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng tăng theo, tình trạng lao động, mất việc làm cũng giảm so với cùng kỳ. Số liệu của Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố, 6 tháng đầu năm, đơn vị này tiếp nhận 75.327 người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 7.262 hồ sơ, tương đương 8,79% so với cùng kỳ. Ngày 7 tháng 7, tại Hưng Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khánh thành tuyến đường bộ nối giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Tại đây, Thủ tướng đồng ý chủ trương và yêu cầu phấn đấu hoàn thành nâng cấp tuyến đường nối này lên thành cao tốc vào cuối năm 2025. Tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình dài gần 24 km nhằm nâng cao khả năng khai thác của hai tuyến cao tốc và giảm áp lực giao thông qua thủ đô Hà Nội. Dự án trên có vai trò quan trọng trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và là động lực phát triển khu vực đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội của tỉnh Hưng Yên và các tỉnh Hà Nam, Thái Bình. Dự án phần lớn nằm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, được Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư, phân cấp cho tỉnh này làm chủ đầu tư. Dự án do doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thi công. Tuyến đường qua tỉnh Hưng Yên có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, chia làm hai giai đoạn, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Đến nay, dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 nhà máy bia của Heineken Việt Nam tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích hơn 39,3 hecta, gồm các chức năng chính như khu hành chính, dịch vụ, khu nhà máy, kho tàng, khu hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, giao thông sân bãi. Nhà máy có công suất 1.600 triệu lít trên năm. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Heineken đang có một nhà máy bia ở huyện Tân Thành, hoạt động từ năm 2017, cũng là nhà máy bia lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á của hãng bia này. Theo giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 18, tổng vốn đầu tư dự án công suất 1,6 tỷ lít trên năm là gần 12.600 tỷ đồng, tương đương 540,6 triệu đô la Mỹ, được lấy toàn bộ từ vốn góp bằng tiền từ nhà đầu tư. Trong đó, công ty đã góp đủ, hoàn tất tính đến năm 2022 là 7.033 tỷ đồng, còn lại sẽ hoàn tất góp trong 2024 đến 2026. Heineken Việt Nam gần đây đã quyết định tạm ngừng hoạt động nhà máy bia tại chi nhánh Quảng Nam. Đây là nhà máy nhỏ nhất về quy mô trong số 6 nhà máy của hãng này. Công suất đến năm 2022 là 110 triệu lít trên năm. Nhà máy hoạt động tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn từ năm 2007 trên diện tích 7,6 hectare. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng nhất về kinh tế, tài chính, bất động sản, quý khán giả hãy theo dõi kênh và nhấn nút biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Ứng dụng Cà Phê Lem Protect với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, cùng hơn 4.000 tin mua bán dự án. Thông tin đầu tư đầy đủ và cập nhật liên tục mỗi ngày giúp bạn đầu tư bất động sản hiệu quả hơn và ứng dụng này hoàn toàn miễn phí. Vậy còn chần chừ gì mà không tải xuống ứng dụng ngay hôm nay? Link tải nằm ngay mô tả các bạn nhé. Cà Phê Lem Protect đáp ứng mọi lĩnh vực bất động sản.